Theo các chuyên gia kinh tế, hiện nông sản Việt đang có rất nhiều lợi thế để đạt được mục tiêu xuất khẩu 50 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, để tận dụng lợi thế này, ngành nông nghiệp cần có giải pháp định hướng phù hợp. Các nước thì đang bật đèn xanh và có những cái ưu đãi về nhiều cái chính sách, trong đó có hàng rào thuế quan là rất là nhẹ, dỡ bỏ, rồi một số cái hàng rào kỹ thuật thì người ta báo trước cho mình rồi. Cái vấn đề còn lại là mình phải thích nghi với thị trường từng nước, và như vậy thì rất là đòi hỏi sự nỗ lực liên kết bốn nhà, đó là nhà doanh nghiệp, ký kết hợp đồng người nông dân, sản xuất theo đúng những cái tiêu chuẩn mà của từng nước người ta quy định. Và còn lại hai nhà là nhà nước và nhà khoa học sẽ tìm cách hỗ trợ cái chuỗi liên kết này. Tôi cho rằng là chúng ta cần làm một cuộc cách mạng về tổ chức sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam. Bắt đầu phải từ tổ chức sản xuất với quy mô lớn thông qua các tổ hợp tác, các hợp tác xã. Với cái diện tích quy lớn như vậy thì chúng ta mới có cùng một cái giống, cùng một cái chất lượng. Chúng ta mới kiểm soát được chất lượng, chúng ta mới làm được mã vùng trồng, chúng ta mới ghi được nhật ký sản xuất, chúng ta mới áp dụng các cái quy trình sản xuất đồng bộ. Thì lúc này doanh nghiệp mới có được cái vùng nguyên liệu đồng nhất chất lượng và đạt cái yêu cầu của các quốc gia nhập khẩu. Tôi khuyến khích là chúng ta áp dụng nhật ký sản xuất bằng điện tử. Thì nhật ký sản xuất bằng điện tử là chúng ta sẽ tạo ra cái mã QR code để mình chứng minh cho người ta cái quy trình sản xuất của mình. Tôi cho rằng đây là cái phương pháp làm dễ làm nhất và là cái căn cơ nhất. Thị trường nhập khẩu tuy rộng lớn nhưng không kém phần cạnh tranh. Ổn định số lượng, nâng cao chất lượng, mở rộng các chương trình xúc tiến thương mại là chìa khóa để chuỗi cung ứng nông sản Việt phát triển ngày một bền vững. Hoạt động xúc tiến thương mại đã được làm từ rất lâu và cũng được duy trì thường xuyên. Trong năm nay thì công tác này vẫn tiếp tục được đẩy mạnh và tuy nhiên là sẽ phải đưa nó lên một cái tầm cao hơn, tức là thông qua cái việc, ngoài cái việc là tham gia các hội chợ thì cũng cần thiết phải có các cái chương trình về quảng bá sản phẩm thủy sản Việt Nam ra nước ngoài. Phát triển toàn diện các thị trường, vừa để phát triển sản xuất, vừa thúc đẩy xuất khẩu những mặt hàng nông sản lợi thế. Với những giải pháp đồng bộ và toàn diện này, ngành nông nghiệp tự tin có thể đạt và vượt mục tiêu 50 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.